Dạ em Hiếu xe đạp Nhật Bãi, chào các bạn quay trở lại với video tiếp theo của em ha. Các bạn hôm nay lên clip hơi trễ các bạn ơi. Hôm nay có ba siêu phẩm ha. Ba siêu phẩm là giới thiệu cho các bạn nè. Đây, một em Scott nha các bạn. Đó, rất là đẹp luôn, một con Cross ha các bạn ơi. Cực kỳ đẹp các bạn, màu trắng ha. Đó, hai em Jet này là hai em Jet FX 7.5 cực kỳ là cao cấp luôn ha các bạn. Có giảm chấn luôn, em Jet màu trắng có giảm chấn luôn các bạn ơi. Rồi các bạn theo dõi nha, em quay chi tiết em sẽ báo giá cho các bạn ha các bạn. Đó, rồi trước khi vào nội dung chính xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe ha. Rồi em Scott nè các bạn, đầu tiên em Rod đây ha. Đây tay lái nè, Scott ha. Đó, cái công tăng của Scott luôn. Đó, công tăng ngắn nè các bạn. Đó, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, công tăng cực kỳ đẹp luôn của Scott ha. Đó thì em này cái bộ tay quấn nè, em chưa quấn ha. Đây. Em quấn thì em có sẵn cái bộ tay rồi ha. Đó, bộ tay vân carbon ha các bạn. Đó, em quấn sẽ quấn cái tay lại, nhưng mà em sẽ đợi cái cao su tay cầm của này về ha. Ngày mai là có, thì hôm nay em quay cho các bạn luôn. Ngày mai cao su này về sẽ có, em đặt bên Nhật ha các bạn. Đó, nó về xong rồi em gắn bao tay vô rồi em quấn cái tay lái lại ha. Đó các bạn. Đó, các bạn mua xe cứ yên tâm các bạn ơi. Đó, đây cái bộ tay lắc là của Shimano 2003 Singapore ha các bạn, cực kỳ là cao cấp luôn. Đó, em ơi vừa mới đặt cao su tay cầm về ha các bạn ơi. Đó, rất đẹp ha. Đó, thì em sẽ làm, em quấn rồi em gắn cao su vô để em sẽ giao xe cho các bạn ơi. Đó, đây em đo cái size trước ha. Đo cái size trước các bạn. Đó, đứng của em nó là 48 tính cái cọc yên ha. Rồi ngang nữa các bạn ơi. Đó, ngang là 50.5 các bạn. Thì nó cái size rất là đẹp ha các bạn. Cái size này các bạn từ mét 6 tới mét 7 chạy đẹp ha. Đó, rất là đẹp các bạn, Scott ha. Đó, mã là Spectre các bạn. Một em Rod ha các bạn, chạy rất là ngon các bạn ơi. Đó, ngàm thắng nè, ngàm thắng trắng tinh luôn các bạn ha. Đó, niền của em nói là niền theo xe luôn ha các bạn, niền trắng nè. Đó, vỏ 723C ha, vỏ ZT ha các bạn. Cái vỏ gai đầu còn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Vỏ cực kỳ đẹp luôn ha. Thì em này mà em khung nhôm càng của em nó là càng carbon ha, càng carbon ha các bạn ha. Đó, em khung nhôm mối hàng được xử lý rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, em này màu trắng, tem xanh dương chữ đen nè, với tem màu xanh lá nè. Rất là đẹp luôn các bạn. Cúc yên zin theo xe, yên này yên em thay cho các bạn yên mới ha. Đó các bạn ha, rất đẹp đó. Em này sử dụng chất liệu nhôm 7005. Cực kỳ là cao cấp luôn ha các bạn. Đó, nó không phải 6061. Đó. Nó là 7005 đó, cực kỳ cao cấp luôn. Niền sao cũng theo xe luôn ha các bạn. Niền sao theo xe luôn, vỏ sao vỏ daily 723C ha. Đây các bạn ơi. Đó, em này sử dụng cái sang clip Shimano Sura ha các bạn. Rất đẹp luôn. Đó, tay lắc 2003 Singapore mà sử dụng cái Sora này nó quá là chuẩn luôn các bạn ơi. 2 4 6 8 8 clip ha. Clip của em nó trắng tinh luôn ha các bạn. Đây clip trắng tinh luôn nè, clip zin theo xe ha, dây sơn nè, Shimano ha. Đây, em này đi hai dĩa ha các bạn. 50-34. Đó, giờ dĩa Chuvati ha các bạn. Giờ dĩa Chuvati. Đó, 50-34 dĩa rất là đẹp luôn. Cái sang dĩa là Shimano Sora luôn ha các bạn. Cực kỳ là đẹp các bạn ơi. Đó, em Scott các bạn. Bạn nhìn tổng quan em xe rất là đẹp ha các bạn. Đó, thì trước khi em giao xe em sẽ quấn tay lái với em gắn cái bao tay cho các bạn. Thì bao tay thì mai sẽ về, hôm nay em quay luôn ha các bạn. Đó. Đó, bao tay thì em đặt mai sẽ về ha các bạn ơi. Đó, em sẽ có cực kỳ đẹp luôn, màu trắng rất là đẹp ha. Đây các bạn ơi. Càng trước carbon này ha các bạn, càng trước carbon này. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, cái sườn bên đây rất là đẹp luôn các bạn ơi. Cái gọng nước thì zin theo xe luôn ha. Đó, mã Spectre đó các bạn. Này ha, rất đẹp luôn, giờ dĩa nè. Đó. Những chiếc xe em quay là em chưa gắn cái pedal ha. Các bạn chốt xe có pedal đầy đủ, pedal là toàn bộ là pedal nhôm hết nha các bạn. Đó, đây, tem an ninh của Nhật đây ha. Rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó, Scott ha các bạn. Đó, các bạn chốt em này là ok luôn ha các bạn ơi. Đó, em này siêu nhẹ các bạn, nhôm 7005, rất nhẹ và cứng cáp luôn các bạn ơi. Đây các bạn nhìn tổng quan con xe giúp em. Đó. Đẹp ghê không các bạn? Nguyên zin nguyên xe luôn nha các bạn ơi. Đó. Rồi em Scott này để cho các bạn 10.500.000 ha, 10.500.000 các bạn. Đó. Cái bao tay này là em đặt về nha các bạn. Còn nói cái bao tay này thôi mấy trăm ngàn nữa các bạn ơi, em đặt về em gắn cho các bạn luôn ha. Đó, rồi em sẽ quấn cái tay lái lại các bạn. Rất đẹp luôn. 10.500.000 nha. Giá này giá em đã bao ship cho bạn và em vô full đồ chơi rồi hả các bạn. Đó, full đồ chơi có nghĩa là gồm có bình nước ha bạn ơi, đèn trước đèn sau, cống bơm ha, đầy đủ luôn. Đó, 10.500.000, giá quá tốt.
Tiếp theo đó các bạn ơi, một Enchet FX 7.5 hả các bạn. 7.5. Rất đẹp luôn các bạn ơi, chết màu đen nè. Hiện qua giờ cũng có mấy anh hỏi em những con xe màu đen ha. Xe màu đen mà dòng cao cấp của chết đây. Size 45 đi ha các bạn. Ngang của em nói là ngang 52.5. Các bạn từ 1m62 đến 1m72, từ 1m6 cũng được các bạn ơi, chạy là con này là đẹp rồi ha. Chết FX 7.5 ha các bạn. Rồi đây, cái chết luôn luôn đi tay lái Bontrager, công tăng của Bontrager luôn ha, nhôm cực kỳ là cao cấp luôn. Thì em này cũng được cái chung zin nè các bạn ơi. Đó, em này được cái chung zin ha. Cái tay bấm xả Shimano Diori ha các bạn. Đó, Shimano Diori cực kỳ cao cấp luôn. Đó, tay thắng Shimano ha các bạn ơi. Đó. Thì em chết này mà em khung nhôm càng của em nó là càng carbon ha, càng carbon của Bontrager luôn ha các bạn. Rất là đẹp luôn, vỏ của em nó là các bạn ơi. Vỏ của em nó là cực kỳ là đẹp luôn, vỏ Bontrager ha các bạn. Niền của em nó cũng là niền Bontrager luôn ha, niền Bontrager luôn ha các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Tâm inox ha các bạn. Đó, đùm là đùm Bontrager luôn ha. Em xe này nguyên zin nguyên mãn luôn ha các bạn. Đó, lấy được em này cực kỳ là ngon luôn ha các bạn ơi. FX 7.5 thì các bạn cũng đã biết rồi, dòng cao cấp của chết ha các bạn. Đó, dòng cao cấp của chết. Tí nữa em bảo giá cho, bảo đảm các bạn rẻ hơn chị thị trường nhiều ha các bạn. Đó, chết rồi các bạn ơi, khung sườn rất đẹp luôn các bạn ha, khung sườn rất đẹp ha các bạn. Đây, cúp yên của là Bontrager luôn ha các bạn. Yên này yên em đã thay cho các bạn luôn ha. Đó, em thay cho các bạn cái yên thể thao ha các bạn. Đó, vỏ sau đi ha các bạn. Vỏ sau cũng là vỏ Bontrager đấy bạn ơi. Đó, vỏ trước vỏ sau là 732C nha. Niền sau cũng niền Bontrager luôn ha các bạn. Đó. Niền sau cũng niền Bontrager luôn ha. Rất đẹp các bạn ơi. Các bạn coi cái clip của chiếc xe này các bạn hết hồn luôn. 2 4 6 8 9. Đó, em này. Em chết này đi 9 clip ha bạn. Các bạn coi chết nè. Coi cái clip của con chết này ha các bạn. Đó. Nhìn chuẩn ghê các bạn. Đó, cái clip cực kỳ là đẹp luôn ha các bạn ơi. Đó, một chiếc xe đạp Nhật bãi mà cái clip còn đẹp cỡ này. Đẹp như một chiếc xe đấu giá từ bên Nhật luôn các bạn. Đây, cái sàn clip là Shimano Diori LX nha bạn, rất là cao cấp các bạn ơi, tay dài luôn nè. Cực kỳ cao cấp luôn. Đó, dây sơn mà Shimano ha bạn. Dầu dĩa của em nói là dầu dĩa Shimano đây ha. Dầu dĩa Shimano, ba dĩa ha bạn ha. Đó, rất đẹp luôn. Đây, tem cảnh báo đầy đủ là cái gọng nước này zin theo xe luôn ha các bạn. Đó, các bạn nhìn con chết này, chuẩn rồi các bạn. Con chết cực kỳ là chuẩn luôn ha các bạn. Rất đẹp. Zin nguyên một con luôn các bạn ơi. Zin chẳng những zin mà rất là đẹp nữa các bạn. Zin mà bộ clip các bạn nhìn cực kỳ là sáng luôn. Đây. Càng carbon này các bạn, càng carbon này ha. Đó, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Chết 7.5 FX. Cái con này thị trường bán rất cao các bạn. Đó, con này thị trường bán rất cao. Thị trường đang bán cái con này tầm hơn 12 triệu đó các bạn ơi. Con chết 7.5 nè, thị trường đang bán hơn 12 triệu ha. Đó, giờ dĩa Shimano nè, nhưng mà em Hiếu bán rẻ hơn rất nhiều, các bạn theo dõi tí báo giá cho. Đây, nhôm alpha nè, chân chống là zin theo xe luôn các bạn ơi, chân chống zin theo xe luôn ha. Rất đẹp ha bạn. Chết màu đen, khung sườn cực kỳ là đẹp luôn các bạn ơi. Khung sườn em này phải không chơi vào đâu được đúng không bạn. Đó, 7.5 FX nha các bạn. Đó, thị trường đang bán 12 triệu đó các bạn. Rồi em bán con này cho bạn 10.800.000 ha bạn. Con chết 7.5 FX 10.800.000. Của con chết mà cái bộ truyền động của em nó là cực kỳ là đẹp luôn các bạn ơi. Cái bộ truyền động này không khác nào xe đấu giá luôn ha bạn. Không khác nào xe đấu giá luôn, 9 clip ha bạn. 10.800.000 các bạn. Đó, các bạn chốt con này alo cho em. Con này cực kỳ là đỉnh luôn các bạn ơi. Đó, 0975158377 nha. Rồi các bạn ơi, siêu phẩm của ngày hôm nay, một con chết FX 7.6 ha bạn. Đó, con chết FX 7.6 ha. Con này rất là đỉnh các bạn ơi. Rồi, em quay chi tiết luôn nè. Đây, cặp ngà tay thắng là Shimano này ha bạn. Đó. Đây công tăng của tay lái nè, công tăng Bontrager nè. Đó, bộ tay bấm xả Shimano 9 lít này ha bạn. Bộ tay bấm xả Shimano 9 lít ha, ba dĩa các bạn ơi. Đó, con chết màu trắng ngọc trai rất đẹp luôn. Đây các bạn ơi, 7.6 FX ha. Con 7.6 thì cực kỳ là đẹp luôn ha các bạn. Đó, con này chạy cực kỳ là ngon luôn các bạn ơi. Đó, cái càng của em nó cũng là càng carbon ha. Các bạn, nó càng thắng đây.
vỏ của em nó đây ha các bạn, vỏ cực kỳ đẹp khi em chết này, còn luôn cái cặp vỏ Bontrager zin theo xe luôn ha các bạn, nó niền là niền Bontrager luôn ha, đùm thì theo xe luôn, đùm Bontrager luôn các bạn ơi. Đó, em này. Tem mát của Nhật nó đang nằm dưới đây ha. Đó. Yên của em nó nè, yên cực kỳ là ngon luôn. Nhưng mà yên nè, yên này các bạn phải về phải lợp lại ha. Thì em cũng tặng kèm cho các bạn cái yên mới. Yên này các bạn đem đi lợp lại giúp em. Đó, cái cúc yên nhôm trắng rất đẹp luôn. Vỏ sau cũng là vỏ Bontrager, vỏ trước sau 728C ha. Đó, niền sau cũng niền Bontrager luôn ha các bạn. Đó. Cái clip của em này hoàn khỏi bàn luôn các bạn ơi. 2 4 6 8 9. 9 clip mà cái bộ clip cực kỳ là lớn luôn các bạn ha. Đó các bạn. Cái sàn clip là Shimano Deori LX ha các bạn. Đó, cái bộ này cực kỳ là mắc tiền luôn các bạn. Dây sơn là zin theo xe. Đó, cái sàn dĩa nè. Shimano. Đó, triple là 3 nè, 9S là 9 tốc độ của cái clip ha các bạn. Đó. Cái dầu dĩa FSA của Mỹ luôn các bạn, nhôm trắng cực kỳ đẹp luôn, ba dĩa ha. Đó, ba dĩa ha. Rất đẹp luôn. Đó. Em chết này, rất là hiếm ha các bạn. Đó, cái em 7.6 này rất là hiếm. Thì em này có cái giảm chấn này các bạn ơi. Có cái cao su giảm chấn này ha. Đó, cái sao cao su giảm chấn. Thì ở trong cái cao su này á là nó có một cái lò xo ha, cái lò xo. Lò xo nha, nó nói với cái từ cái khúc cạn này với cái sườn này ha, có cái lò xo. Đó, nó bằng cái ngón tay các bạn ơi, có lò xo bằng ngón tay ha. Đó, cái lò xo trong cái cao su này bọc ở ngoài ha các bạn. Đó, cái lò xo giảm chấn ha, rất là ngon luôn các bạn ơi. Không thể chơi được ha. Đó. Các bạn này các bạn chạy cực kỳ là êm ha các bạn. Đó. Các bạn nhìn con chết 7.6 nhìn chuẩn rồi các bạn. Rất là đẹp ha các bạn. Nãy giờ em đưa quên đâu cái size. Size của em nói size tính tới cọc yên 45 nè. Ngang của em đó ha, ngang là 52.5, các bạn từ mét 6 tới mét 75. Mét 7 mét 75 chạy con này cho em ha. Càng là càng carbon nữa các bạn ơi, càng carbon ha. Đó, 7.6 FX thì các bạn ơi. Đó. 7.6 FX ha. Đây, chết nè. Màu trắng, tem của nó tem màu đồng các bạn. Cực kỳ là đẹp luôn ha. Tem mát của Nhật ở dưới đây ha bạn. Dầu dĩa là FSA. Cực kỳ đẹp, chân trống này zin theo xe luôn các bạn ơi. Đó. Isozone các bạn. Đó. Đây cái công nghệ giảm chấn cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đó. Cái miếng cao su này các bạn. Đây cái miếng cao su ở đây nó bị bể nè. Đó, nhưng mà trong đây cái miếng cao su này chỉ miếng cao su bọc thôi. Bọc ở ngoài trang trí thôi bạn ơi. Nó ở trong của em nó là một cái lò xo ha bạn. Cái lò xo ha, coi lò xo ha. Rất là đẹp luôn. Đây. Ngóc này bắt lò xo từ đây nấu lên tới đây ha, cái lò xo giống như cái phuộc đó các bạn, giống như cái phuộc ở trên những chiếc mô tô các bạn, cái phuộc nằm xéo như nè ha, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn chạy giảm chấn rất là ngon ha. Đây em chết 7.6X này đó, cái con này ở trên thị trường bán không rẻ đâu các bạn ơi, thị trường bán con này tầm 13 tới 14 triệu hơn ha, rồi em bán con này cho các bạn 12 triệu các bạn, 12 triệu bao ship ha. Rất đẹp luôn các bạn ơi, 7.6 FX ha, con này rất hiếm nha các bạn. Con này rất hiếm ha. 7.6 FX các bạn ơi. Đó các bạn, quan tâm con này thì chốt alo cho em 0975158337 nha. Đó cũng là số Zalo của em luôn ha các bạn. Đây. Đó, hồi nãy giờ em có báo giá hết rồi các bạn. Đó. Các bạn quan tâm con nào thì chốt lại cho em. Em xin nhắc lại số điện thoại em 0975158337 nha. Đó cũng là số Zalo luôn các bạn ơi. Rồi các bạn gọi cho em hoặc là kết bạn nhắn tin Zalo cho em, chụp hình chiếc xe cho em đi chốt ha các bạn ơi. Rồi chúc các bạn có một ngày thật là nhiều sức khỏe ha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn những video clip sau các bạn ơi. Bye bye.